Hello, xin chào anh em, mình là Linh Endy đây. Ngày hôm qua thì mình đã vào nick của Bắn Tuấn review, wow, chiêu mộ 1000 thùng bia, cực kỳ là phê luôn. Nhưng mà quay trở lại con app của mình thì tuần này đang phải tích tài nguyên anh em nhá. Tuần trước có chơi bùng nổ thì tuần này phải tích thôi, bởi vì biết đâu là tuần sau ra thứ mới. Đấy, thì còn có cái mà chơi không chết. Chơi xả hết tuần này, tuần sau mà ra thứ mới cái thì chết, không ngon tí nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ check qua sự kiện một tí này, xem có cái gì ăn được không, bú được cái gì thì mình bú tí đấy luôn. Ok, đây rồi, có 100 đó chính là thùng bia đang chờ đợi mình nha. Ok lá, rồi. Tiếp tục, đó chính là cốc bia vàng, bâng khuâng và phân vân ghi 35k, như này chắc là cũng phải chơi đây chứ biết làm sao bây giờ. 35k thì, chứ nhầm, 20k đi luôn này. Tiếp tục, ở đây là có bao nhiêu? 15k. Vừa đủ vậy. Chẳng nhẽ lại chơi luôn xu vòng quay. Đấy, 15 xu luôn. Chơi. Tích lũy hết nha anh em ơi. Đó, 15k. Tuyệt vời. Đây là có thêm 100 xu nữa. Ui dồi, huyết tế mình mòn mỏi thì mới được đồng đấy đấy. Hoán đổi thuốc xem nào. Có kiếm thêm tí phôi nào không? Ô, nước mắt này. Chơi. 8, 9 và 10 đúng không? 10 là ô vẫn đổi được thêm này. Ok. Phát nữa thế nào? À 20, mình nhầm đấy. Phun nước mắt đi bởi vì mình đang cần để nâng cấp Germa anh em ơi. Rồi dương linh chi 10 sao thì mình sẽ để đấy đã nha. Wow, quay trở lại để nâng cấp Germa luôn cho Luffy nha anh em ơi. Đây rồi. Let's go. À, đây, hôm qua thì mình cũng đã nâng cấp Luffy của mình lên đó chính là công nghệ Germa. Trời, uy áp tứ hoàng, chất chơi mình rơi luôn. Và chỉ còn lại hai cái Germa này nữa thôi là full Germa rồi anh em ơi. Nhưng mà để hành trình full Germa trong lúc Finica thì cũng hơi căng thẳng đấy. Câu chuyện nó không phải là đơn giản đâu anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp luôn này. Liệu rằng là có đủ hay không đây? Rồi luôn 29, méo đủ lên 30 mới cày. Công cộng thêm được có 33.000. Căng thẳng thực sự luôn. Nâng cấp Germa tầm này nó cứ phải gọi là khó khăn vậy sao. 4 triệu công thôi. À, album của mình hơi cùi anh em ơi, ghép mãi trả ra được mấy cái chỉ số mình cần đấy. Ôi dồi ôi, ghép thực sự luôn là quá đen anh em ạ. Check qua tí đồ tí nhở, xem có tài nguyên gì có thể xài được hay không đây. Cuối chung là một L2 thì mình cũng đã mua ở trong phần cửa hàng rồi anh em ơi. Cửa hàng trái quỷ thì nó đã reset rồi. Đại hải tặc cái này mình đã mua hết rồi nè. Rồi, còn cuối chung là một thì tất nhiên là mình nhận ở trong phần vực thẳm rồi. Anh em nhớ nhận không phải quên nhá. Nhớ anh em quên không đăng nhập vào nhận là nó mất luôn đấy. Rồi, rồi có dương trang bị thì mở luôn xem mình còn què gì không. Tí để đấy để mình ghép. Ok. Xu thì mình tích được 843 xu này. Cốc bia vàng là 330, thùng bia là 355 anh em ơi. Chờ đợi tuần sau để bung lụa nhá. À đây rồi, vừa nói đến album xong thì có 3.400 cái thẻ huyền bí. Chơi luôn album nhỉ? Biết đâu nó lại mở được luôn. Sải ơi. Đây mình đang ghép đến đây rồi, đen vách cả nồi luôn, còn 1 2 3 4 mảnh nữa thôi. May không ghép được. Rồi luôn, vừa nói xong thì được thêm mảnh nữa. Nhưng mà nó lại không phải là mảnh mình cần anh em ạ. Vãi trưởng này. Ôi à, bị lag à? Vãi nồi bịp à? Rồi, 1 ô, còn 3 ô nữa. Vãi bìu, còn bao nữa. Cái gì đây? Đấy anh em thấy không? Mình ghép album đen vãi nồi luôn. Cái này bảo sao mãi không lên nổi được lực chiến mạnh mẽ đi. Nó là vì thế chứ còn sao nữa. Đấy, 3.000 điểm album mà không được rồi chính là 4 cái mảnh này. Còn 2 mảnh nữa anh em ơi. Vãi cái trưởng luôn. Chết. À đúng rồi, quên cho vào thú cưng để chiêu mộ phát. Hên biết đâu ra em cuộc chiến nhở. Miễn phí này. Đó rồi, vịt hoàng gia. Ok, rồi lại tiếp tục tích lũy la bàn anh em nhá. Rồi bây giờ đi khiêu chiến bạn bè tí nhờ, xem có anh em nào muốn khiêu chiến với mình không. Đây check thư cái là biết này. Bạn nào máu đánh nhau là đây này. PK người monster. Ok, lần lượt từng người một nha. Monster đâu rồi? Không thấy monster đâu nhỉ? Hay là chưa kết bạn ta? Monster. Ok, tuần này thì mình khá là rảnh do là mình tích tài nguyên lại ấy. Cho nên là bạn nào mà muốn mình review ác các kiểu thì nhắn tin cho mình qua Facebook nhá. À, đây rồi, 12 củ lực chuyến. Choi luôn anh em ơi. Đây, để mình xếp lại một tí này. Cho Lupinica lên đầu này. Cho Shira ở đây đi. Vivi đây. Ok, trời luôn nè. Rồi, đó, bạn nào thì muốn mình review art các kiểu thì nhớ nhắn mình qua Facebook nhá. Và Boa Lilith bên mình ngay năm, cho nên là tốc độ cực kỳ là cao luôn. Lupinica một dậm, ui ôi, Lupinica bên kia được đánh trước do là có em Shirahoshi nộ vào. Và bây giờ thì hai em Boa Lilith đều phanh cái này ra, cực kỳ là thốn. Và bây giờ thì Jinbe của nó đấm một quả bên mình gần đi hết luôn. Vâng, chỉ còn lại 4 thành viên thôi. Căng đét, team bạn đấy cũng dùng chiến hạm giống y như mình luôn nha. Vâng, và thằng Jinbe nó đấm cho một phát vào bên mình là nằm xuống luôn rồi. Jinbe là phải nằm xuống, tuy nhiên là vẫn còn đó. Ui, đừng. Hay quá, may là vẫn cầm cự được nha. Do là group này nó cũng e chưa được cao cho lắm. Rồi, nhưng mà bây giờ nó đang máu giấy nha, liệu rằng có kết liễu được nó hay không? Bởi vì là máu nó xuống thấp một cái thì e rằng là sát thương nó gây ra cực kỳ là thốn. Ok, nhưng mà không sao, Lupinica của mình kết liễu được và rút qua đâu rồi. Nhưng vẫn còn đó, đó chính là Lupinica bên đó cũng E5, nó cực kỳ là đánh đá luôn. Ôi rồi, chết tôi thì nó qua nó ra kill rồi. Và bây giờ Lupinica nộ lên, hay quá, có nộ. May ra bưởi, hay quá, tí nữa thì hẹo chết. Rồi, máy với sức mạnh của em Boa Lilith cũng như Lupinica bên mình thì hoàn toàn là có thể áp đảo Lupinica của team bạn nha. Các bạn là em Boa Lilith bên đấy cũng mình cũng em 1 thôi. Dù là Lupinica E5, tuy nhiên là Boa của bạn ấy làm sao mà đủ được. Ây giời, em đào của mình nó phải chất lượng nha, đúng không? Xài, đóng luôn nha. Tiếp tục là bạn nào vừa nhắn mình đây nhỉ? Ô quên, Thư. Đây, Nguyễn Văn Đạt này, cho em lên TP và PK với anh được không? Được luôn. Ắc chết rồi, quên mất cái tên là gì rồi. Nguyễn Văn Đạt, ok. Đạt một feed đâu? Đâu đây. Adu. Cái thằng này, thằng Đạt này, nó 28 triệu lực chiến, nó gạ nó đánh với nhau với mình nó mới đau chứ. Lupinica thôi được rồi, bởi vì đã hứa là cho bạn ấy lên TV đấy, cho nên là mình sẽ PK với bạn đấy nha. Ok, mấy hôm nay rảnh rảnh thì mỗi hôm mình sẽ PK một vài bạn để anh em cùng lên TV nhờ. Ok, cày thế cái thằng Đạt này, 28 triệu lực chiến mà nó gạ mình với 18 triệu lực chiến, cú thực sự luôn. Rồi đấm nó đi, đúng rồi, đấm nó đi, trả thù nó đi. Trời ơi, VV tìm nó trâu quá anh em ơi. Nhưng mà VV bên mình cũng trâu luôn. Nào, đùa. Mày này, bánh thằng Đạt đây. Đúng rồi. Úi ôi, may quá, nó rộng. Đi rồi, team em rồi. Buồn quá, Lupinica nộ lên. Và team nó cũng chỉ còn lại có 3 em thôi. Ui, nó kill em mà, đó chính là Boa Lilith bên mình rồi. Cú quá, trả thù đi. Ui, vãi nồi. Bắt đầy heo. Nó em 4 nó ăn được ngay năm bên mình kìa. Vãi trưởng, trâu đấy. Hồi sinh cho Lupinica đi, please. Đúng không? Đúng. Nộ lên em ơi. Thôi rồi, nó lái nộ lên thế kia thì chết. Ui, hay. Đúng rồi em ơi. Làm tốt lắm. Hay, Đạt ơi là Đạt này. Đạt ơi là Đạt này. Này thì Brook Wano Avatar này. Đạt đi chưa? Đùa với ninja rùa. Chắc là bởi vì bạn Đạt ấy, bạn đấy có cái con Zoncoby. Con Zoncoby thường thì khi nó build vào máu ấy, những con nào mà nâng cấp vào máu thì lực chiến nó tăng nhiều lắm. Ví dụ như là thằng Bullet này. Thứ hai nữa là Zoncoby các kiểu đấy. Thì mấy con đấy build vào máu mà, cho nên là lực chiến tăng vãi nhái luôn. Tuy nhiên là meta hiện tại chứa chắc lực chiến cao đã ok đâu. Boa Lilith chơi này, Lupinica xã này phê luôn anh em nhá. Tiếp theo, xem bạn nào. Tiến zích zắc. À, hello anh Linh Hài à, chơi luôn à. Tiến zích zắc kết bạn chưa ta? Tiến zích zắc. Ok, xem nào. Hôm nay mình sẽ oánh cho Tiến zích zắc đi thẳng luôn nha. Không đi zích zắc, chóng hết cả mặt. 22 triệu. Vay rồi ấy mà. Xem Tiến zích zắc là có gì. Ui, cũng có Boa Lilith nhưng mà mới có 250 thôi. Được. Vâng. Shira tốc độ khá là cao, một dặm, tuy nhiên là bên mình có mê hoặc cũng như là cũng còn trâu lắm, chưa cái leo được ngay đâu. Và bây giờ thì Lupinica thì mình tiếp tục trả sát thương, một pha ulti vừa rồi đã lấy đi được cái mạng của Boa Lilith. Tuy nhiên là team bạn cực kỳ đánh đá trả thù luôn cho là Boa Lilith bên kia, khi mà lấy đi được cái mạng của Boa Lilith team bên này rồi, cái thực sự luôn. Và ui ôi, chết thật, cái thằng Zoncoby bên kia nó đánh thốn kìa anh em kìa, dè chừng nó anh em ơi. Rồi. Bắn. Ui, may à bưởi. Ai ui. Vãi nồi rồi. Ui, hay quá. Hay quá. Cứ tưởng thua, thế mà lại thành thắng này anh em này. Chà, xịn anh em ơi. Được quá nhờ. Uầy, chất lượng. Lupinica của mình đúng là haki nhân vật chính. Mình vẫn yêu thích Lupinica nha anh em. Khả năng lật kèo của nó cực kỳ là khủng luôn. Đó, xịn luôn. Mình có 2 Germa rồi, thì cho nên là 2 skill này lên level 4 cái. Ui, chật trời rồi đấy. Mình cảm giác là đánh đi thốn này. Đây, đặc biệt là cái skill này 20% cơ hội là sát thương nhân đến 10. Phê nhờ. Chất đấy chứ, đúng không? Đẳng cấp của Lupinica nó vẫn cứ làm cái gì đó khác bọt anh em nha. Thôi, tạm thời hôm nay là múc 3 bạn nha. Chơi thế cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Ok, thì anh em nào mà muốn solo với mình thì nhớ kết bạn với mình qua ID 20665388 anh em nhá. Và đừng quên là ping một cái ở dưới comment để mình biết nha, hoặc là nhắn qua thư như này để mình biết là anh em cực kỳ là có máu solo để mình đi vào thách đấu luôn nha. Ok, chúc anh em chơi game thật là vui vẻ nha. Còn giờ thì xin chào và gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.